Test trình độ tiếng Anh qua 7 câu hỏi sau. 7 câu này về giới từ và nó ở level B1 nhá. Các bạn sẽ có khoảng 5 giây để suy nghĩ và trả lời, sau đó mình sẽ show các bạn nhá. Số 1, I'm meeting Andy, ba chấm, the cinema in an hour. Đáp án. Số 2, my new job starts, ba chấm, the first day of August. Đáp án. Số 3, we're going to Martin's to see their new baby, ba chấm, Wednesday evening. Đáp án. Số 4, see if there are any tomatoes, ba chấm, the fridge, will you? Đáp án. Số 5, we all have computers connected to our brains, ba chấm, the future. Đáp án. Số 6, I don't feel like playing chess, ba chấm, the moment. Đáp án. Số 7, I think there's someone, ba chấm, the door, I'll go and check. Đáp án. At the door. Các bạn đúng được bao nhiêu câu trên tổng số 7 câu này, comment phía dưới cho mình biết nhá. Bye.